Rồi, chào anh em trên Nemo nha. Nay mình chơi con game mới Resident Evil 3 bản remake. Nói chung là cái này thì nó chỉ là bản làm lại của phiên bản cũ, đồ họa đẹp hơn, súng ống vũ khí rồi nhìn nó chất hơn, cái cơ chế chơi nhìn cũng chất hơn, mới This hơn. pandemic has spread faster than any disease in modern history. Thôi chúng ta vô game đi, vẫn là đoạn mở đầu là cái đoạn đoạn ở phiên bản cũ thì cũng có những cái đoạn giống như vậy. Nhưng mà nó có vẻ như là cái này nó làm đẹp hơn, hình ảnh thật hơn, làm video mở đầu của người đóng này nó rất là chuyên nghiệp, professional. Đây là cái dự án gì đây? À, nó xây dựng cái gì? Nó xây dựng một cái tương lai mới cho loài người này. Loài người sẽ không còn chết nữa, không bị già đi bằng cách biến người ta thành quái vật không? Lấy gì già được? Nemesis à? Đây là phần 3, là phiên bản cái phần này là cái phần nói về cái dự án gọi là Nemesis, là giúp cho cái con Jom này nó khỏe hơn, có trí thông minh, biết sử dụng nhiều vũ khí. Anh nhớ ra đâu đây? Đang ở nhà, đang ngủ à? Sao màn hình trắng đen đen thui vậy? Mẹ game trắng đen à? Đi đâu đây? Ngoài có gì không? Mưa. Mẹ tủ lạnh đi. Ở Mỹ nó hay dán nhiều cái sticker, giống như mấy sticker lên mấy cái đồ dùng nhà như là laptop và như tủ lạnh này. Dán tùm lum. Như là dán cái poster lên tường nè. Vô đây à? À, đây là Jill Valentine. Bấm vào đây. Khóa nước à? Khóa nước là ai mở nước rồi nhỉ? Úi, cái gì đây? Máu à? Úi, chết mẹ, biến đổi rồi. Jill Valentine đi mẹ bắn giom nhiều quá, giờ nghiệp quật biến thành giom. Rồi xong, thành giom mẹ rồi. Rồi hết chơi luôn. À, tự tử à? Giờ chứ không tự tử rồi chứ. À, mơ à? Cái quái gì vậy? Thì ra là mình đang mơ. Đang mơ mấy ông ạ. À, hên quá, nó còn sống. Vào đây. Mở đèn lên. Cái gì đây? Thành phố Raccoon City. Về những cái sự là cái xác chết biết đi bí ẩn.
thời báo Raccoon. Umbrella tập đoàn Umbrella, có thể tập đoàn Umbrella là người đứng sau cái vụ này. Bản báo cáo của Jill. College, college là trường đại học à? Vẫn còn cái bánh donut kìa, chưa ăn kìa. Nước trái cây, bia. À, vẫn còn ngon phết. Hên quá, chưa thành dom. Vẫn còn khá là ngon. Thành dom rồi là bỏ mẹ rồi. Thành dom mà lấy gì chơi? Rồi xong, rửa mặt xong rồi, sạch sẽ rồi đó. Ai gọi điện thoại đấy? Cái gì đây? Mấy cái bản báo cáo. Hello? Hello? Are you okay? Oh, Brad, is that ok, you? ổn chứ. Listen, you gotta get out of there. What are you Vậy ra khỏi đó talking đi, đang nói gì about? vậy? I don't have time to explain. You gotta Không get phải dành out of để giải there thích đâu, right hãy ra khỏi đó, now. nhanh lên. Let me grab my... Ôi đùi. Ôi, có gì đây? Quấn băng keo đen rồi khắp người ấy. Mẹ dây điện à? Làm dây điện rồi quấn băng keo đen đấy. Ghê vậy. Bắn nó, ừ. Đúng rồi, bắn nó, ừ. Bắn vào đầu nó, ừ, đúng rồi. Mày đồ hên nha con. Trời ơi. Mém như là trúng mẹ túy quyền của nó rồi. Má ghê thật. Do mà bị đánh Vịnh Xuân Quyền. Má ăn ngay một một cú mẹ Vịnh Xuân Quyền này. Một cú đấm mẹ lên bàn thờ ngay. Hello, có vô đây không? Nó ở đây vô được kìa. Có đi vô không? Ê, thằng kia, ê. What the? Mẹ thằng kia nó đu kia rớt xuống. Ấy giờ chủ. Mày chết rồi, rồi xong rồi xong rồi xong xong. Hèn quá. Ấy, con Nemesis. À, Nemesis. Nemesis, Nemesis. Đúng rồi, cái vòi tuột, cái vòi nó Nemesis. Ừ. Cái vòi nó mới ghê đó. Chạy 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 nhanh 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 nhanh. Come on, come on. Nhanh lên, mày chết bây giờ. Như bắt đầu là từ những cái phần này á, là những cái nhân vật của mình á, là đều là siêu nhân, không bao giờ mà nào là từ té lầu rồi nào là từ văng trên lầu xuống rồi hả vụ nổ các kiểu, không bao giờ chết, cứ như siêu nhân. Mày mày hả con, đeo cái máy gì ấy à, máy thở à, đeo cái máy gì trước cực kìa. Mẹ máy thở hay gì? Ê, điên kìa, điên kìa, điên kìa. Rồi xong. Đá đè chết nha con. Vậy đâu đây? What the fuck? Cái quái gì vậy? Ấy ai kêu mình đấy? Brad à? Nó là cái thế vậy?
đang tìm hiểu. Nguyên một đội chứ còn có tôi và cô ra. Nhìn xung quanh đi, toàn là tiếng gọi là gào thét các kiểu. Ấy cái chiếc xăng kìa, hai chiếc luôn. Chết rồi, chết. Ê, ê, nó vô kìa. Do ông làm rất là chân thực. Nhìn hình ảnh nó sắc nét, nó đẹp. Ê, chạy, 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 chạy. Thôi nha. Rồi đây đi tính. Nhảy lên đóng cửa lại. Ê, rồi xong. Rồi xong. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta vẫn phải chạy được. Không biết kết quả như thế nào mà. Đi đi. Mẹ nó hy sinh. Rồi xong, anh ấy đã hy sinh. Ê, cái gì đây, khẩu súng. Sorry. Ê, nó ra kìa, ra kìa. Mày ra này nha. Mày à. Ui, đông hết. Mày chạy đi đâu quá. Chạy đi, chạy. Ấy nữa kìa. Cái gì đây? Parking garage. Cái tới cái gara để, cái tới cái nhà để xe. Lùi lại đi, đừng có tới gần đây. What safety? An toàn là cái gì? Tôi không, sẽ không ra khỏi đây đâu. Chỉ có một nơi an toàn nhất lại trong đây thôi. À, nó hỏi tên. Má nó làm như mình đã đòi cái lấy cái safe house của nó gì á. Ai thèm lấy của mày đâu, tao đi đây. Mày ở đó mày chết đi. Ai, ở yên đấy nha. Đừng có nhào ra nha. No, không có nhào ra cái chưa. Ê, nằm yên đấy. Đưa cái mỏ ra cạp. Không tốt đâu. Mẹ thằng kia bị nhốt nữa. Ơ nhỡ gì. Bye bye. Đi đây. Ê, có gì không vậy? Thằng mất dạy. Mất dạy. Come on. Nhanh nào. Đi lên cái tầng thượng của cái gara. Đấy. Đâu vậy? Ê, dưới này này. Lên nhanh. Từ từ lên, nó phải đi kiếm đạn chứ. Ê, lên đã ưu dẫn cái gì? Rồi xong. Mẹ con mấy máy bay thoát nên nổ bố rồi.
Ôi nó nữa kìa. Mấy sao thằng này dai thế. Mày tưởng đâu đá đè chết chứ. Nhanh, come on. Come on, come on. Rồi, nổ máy rồi. Mày á, mày đến lượt tao nha, con khốn. Ây da. Mày. Ê, nhanh. Mày tới lượt tao nha, con khốn. Mày hả mày. Ủi mày luôn, mày. Đây cũng là một minh chứng gọi là rõ ràng nhất, đó là mình là siêu nhân. Ha. Cái xe lao xuống từ trên cái tầng thượng của gara lao xuống đất. Không chết. Anh thấy không? Còn hơn là anh gì? Anh Dom à? Dominic. Dominic Toretto. Anh Dom là siêu nhân rồi. Bay xe các kiểu không bao giờ chết. Hey, Fuckface là gì? Fuckface là mạch fuck à? Mạch fuck. Ai đây? Ui, anh với một quả vậy ngay giữa vào ngực. Hey, easy man, I got you. Who are you? Who are you? Carlos. Let's get you someplace safe. Đi tới chỗ an toàn hơn. Mẹ thằng kia có hàng nóng. Mẹ chơi nguyên một khẩu mẹ. Hy vọng như vậy. Here là ở đâu? Subway cars into a shelter. À, subway là cái tàu điện ngầm. I'm fine. Tôi ổn. Okay. I get it. Let's go. Đi nào. Oh, come on. Lại khóa cửa. Phim gì đây? Nè, Tyrant of the Deep. Hell Squid. Bạch tuộc quỷ à? Tẹt Minotaur à? Ôi, chắc tẹt Minotaur. Đi đâu nữa? À, đi hèo nè. Gì đây? UBS. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa. What are you talking about? You don't have to trust me. Cái nhóm UBS này nó làm cái nhiệm vụ gì ấy nhỉ? Nó không nên giản chỉ là cứu người đâu, mà chắc nó phải làm cái gì đó. Đấy thấy không? Cái tay nó có biểu tượng của Umbrella kìa. Này cũng làm việc cho Umbrella nè. Đi đâu đây? Nào ngồi kìa. Hey, Captain. Này Captain, đội trưởng. Tôi tìm được một cô gái trẻ ở trên đường. Carlos. You didn't even think to ask fine young lady her name. Carlos. She is an elite operative. Không hỏi tên của ông ta. RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something. Tên của ta có thể cái gì đó? It's Jill. Valentine. It's nice to meet you, Jill. I'm UBCS. Platoon leader Mikhail. Platoon leader Mikhail Victor. Mikhail Victor. To rescue civilians. Đội của tôi là đang cứu người. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most bị ngắt điện toàn thành phố. Hàng trăm ngàn người. À, đúng ra là chưa chết. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Mẹ này nó đang giấu một cái gì đó. Well, mà không nó không nói ra. All we can.
If we can get the subway train moving, nó đang giấu giếm một cái gì đó. Nó là nó đang làm cái nhiệm vụ gì đấy. Một nhiệm vụ, một nhiệm vụ đằng sau một nhiệm vụ. All right. I'm in. Tôi tham gia. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. Thấy không này, ông này bị thương này, chắc bị cắn hay gì rồi. Here you go. You can use this to stay in contact. Cái này dùng để giữ liên lạc. Tôi biết nó là radio. Tôi biết cái gì gọi là radio. First things first. We need to get you geared up. Head up to street level. Đi đâu? Cái gì? Gì đây? Gunpowder. Ơi gì? Anh né. Cái gì ấy? Làm cho mèo vậy? Bớt làm cho ruồi đi. Cái gì đây? Tờ báo. Chợ này không có thời gian đọc báo đâu. Lại tôi đây. Lên trên chưa? Đang làm cái này. Thấy hoặc là sao? Phải làm cho cái nguồn điện của cái tàu điện ngầm này nó hoạt động trở lại. Đang làm nhanh nhất có thể. Đây này, kênh power này. Đây này. Con dao số 4 kìa. Gì? Gì? Ơ? Màu đỏ. Ôi chứ được còn 3 có 2 cái rồi à. Cái này không có pick lock, không mở được. Gì đây? Lại UBCS nữa. Hub Fail Manual. Green Hub cộng Red Hub or Green Hub nhân 3 là maximum. À. Maximum máu. Cất cái này vô đi. Gì đây? Ba viên ngọc xanh lá đỏ với xanh dương. Phải đi tìm ba cái viên ngọc xanh lá đỏ với xanh dương. Dê, dê, dê. Ờ đứng một xuống đi con. Ui, né. Né, né, né. Né hả? Mày chưa chết hả mày? Chưa chết hả mày? Đàn. Ôi, thằng kia. Ui. Thằng này. Má né. Mày hả con? Ngay cờ him nhá con. Ở đây à?
Hello. Đáp kìa, chơi đáp kìa, phóng phi tiêu kìa. Ê, cửa này bị khóa, cửa kia cũng bị khóa. Hello. Đây nè, đây à. Nhào đi, ra đi. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. Tôi đã tìm thấy rồi. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. A few flames. Vậy làm sao ta? À. Ê ê. Chạy máu, chạy máu. Rồi mình phải thiếu một cái nào gắn vô cái bình cứu hỏa, cái bình chữa cháy này. Cái gì vậy? Đó, chạy ra kìa, trời ơi, thằng kia leo dưới. Khỉ à. Mày khỉ sao leo dưới. Nhanh. Hello. Hello, how are you? Mày hả con? Chưa chết nè. Ra đây. Mày ra sao? Đùa mày. Chết cha hết đạn này. Gì đây? Đạn. Ôi. Gì đây? Đạn. Nằm yên đấy nhá. Phòng save. Cái hộp gì đây? Ấy, viên ngọc này. Mới có một viên à. Cất vô đi. Cái con ma này, đấy, thành máu full. Đi đâu ta? Ôi. Mày hả? Mày hả con? Ê. Mày làm sao? Mày thích gì? Đây. Mẹ được mấy viên?
Ui. Không có lăn xuống nha. Làm gì vậy đây? Cho nó nhanh. Ui. Chui ra. Mày sao? Làm sao? Ê. Mày à con. Chưa chết hả mày? Gì đấy? À, hai cái thuốc súng cao hơn. Thuốc súng cấp 2 à. Cái gì đây? Bên trái 9, bên phải 3, bên trái 7. 9, 3, 7. Chắc mật khẩu. Mật khẩu gì đấy? Có thể là một cái gợi ý gì đó. Một cái gợi ý. Điền nào ta? Lên đây à? Kia có cái cửa kìa. Rail Kai Bros. Railway là cái đường ray. Bên kia còn cái cửa nữa kìa. Ui. Thằng mất dạy. Mày lão nhéo. Cắn bố mày à. Ê. Dạy không? Dạy nha. Đừng làm ba trò mèo nha. Này cái sắt của ấy. À đây nè. Trái 9 trái hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 1, 2, 3 7 trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, thấy chưa? Cái gì đây? Dot size dành cho handgun. Dot size là cái ống nhắm đỏ. À, đâu các coi. À, nó nhắm, nó thu hẹp nhanh hơn này, thấy chưa? Ủa, đi đâu đây? Ủa, đường cũ hả? Đi trên đây à? Ôi. Đang ngủ, đang ăn cái gì kìa? Mày ngồi gặm nhấm gì đấy? Hello. Vậy cho nó nhanh này. Trời ơi, vậy nó ăn cái thằng nhân công. Ủa? Nè, đi về chỗ cũ hả? Ấy, thuốc súng. Ủa sao mình không xuống dưới đây được ta? À. Gì đây? Nhà sưu tập tranh à?
đi vô cái cửa nào ta? Cửa này à? Ê, có khẩu súng kìa, sạch gân kìa. Ê, ẩy theo. Mày này, úi dồi, toạc cả đầu. Úi dồi, coi này, toạc đầu luôn. Cái gì đây? À, cái vòi cứu hỏa. Fire horse, vòi cứu hỏa. Shotgun này. Còn cái gunpowder. Cut the chain and burst. Cắt cái sợi xích. Để tự bắn mẹ đi. Sợi xích không đứt à? Lũ đạn à. À phải đi cái qua quay ngược lại cái kia. Quay ngược lại ở chỗ kia. Cái chỗ bị cháy. Để dập lửa trước đã. Ôi. Ngồi ở đây. Cấm đi lung tung. Né né là nó vồ cho một cái. Nó tốn máu oan. Khổ lắm. Đấy, phải đi vô đây này. Thấy chưa? Đó, đúng rồi. Đó, cắt cái xích này. Cái gì? Có ai đó đang ở đằng sau này ư? Cắt này vô đi. Cắt bớt này vô. Đây, cắt cái xích. UBCS. Oh, careful, cẩn thận. Come on, look at me. No, yeah. What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? Mày UBCS, mày thằng này giết người của mày hả? There's your sense of self-preservation. Thằng này nó kêu là thằng đó sẽ bị biến đổi thôi. Nên là phải giết nó đi. Cho là subway station đi. Mày thằng láo thật nhỉ. Nó là thằng nào ta? Nó ghi lại công việc ngày thứ 10 của tháng 7, ngày thứ 26 của tháng 7 và ngày thứ 15 của tháng 8. Nghiên cứu cái gì vậy? Cái gì đây?
Lại UBCS. Ngày 28 tháng 9. Cái UBCS, cái đội này làm cái gì vậy? Nó tìm cái gì ở đây vậy? Hay nó có kế hoạch gì ở đây đây? Ôi, ôi. Mày hả? Chết chưa? Mày làm sao? Bắn chết hết mẹ cho nó. Đỡ nó nhào ra. Ở đây này. Phải đi đâu đó. Ê, tôi có cái tổ gì kìa. Ghê thế. Nó làm tổ mẹ gì trong đây rồi. Vô coi có cái gì không. Ê mày chết. Mày hả con mày ra đây. Ê con ơi, thằng kia chạy đâu, đứng im đấy. Gì đây? Mấy cái thùng không cũng để ở đây nữa. Bố thằng điên. Mày hả con? Đừng có đùa. Red Hub. Hết mẹ, chỉ cần hết chỗ mẹ. Ấy. À, rồi mở thêm hai cái đồ nữa. Chỗ gì vậy? Xèo ai? Điều khiển này. Nó có 4 vị trí. Của cái gì vậy? 4 vị trí của cái này nó phải được mở lên mà. Con chỉ làm tổ hôm nay rồi. Nghe mùi kinh thế. Kiếp. Samkinamagot. I saw the green herb. Có cái gì Maggot, cái gì con sâu hả? Con sâu á. Eat your green. À, tức là nó kêu là kêu bị mấy con sâu đó nó cắn là phải ăn máu. Gì đây? Cái hộp gì này? Ôm cái hộp gì này? Ui, cái gì? Ui, nó đẻ trứng rồi đây à? Nó đẻ trứng rồi đây. Cái gì đây? Lockpick. À, lockpick là để mở mấy cái kia kìa. Đúng rồi. Lockpick với lại cái kìm cộng lực là mình để cắt xỉ xích với lại mở mấy cái gì ra đó. Để quay về kia mở mấy kia ấy cái gì. Fax from the substation ship.
đi đi về lấy cái quay lại lấy cái mấy cái mấy cái kia. Ủa, con chó đi đâu rồi, mất xác rồi, xác nó biến đâu nhanh đấy. Tại sao mấy cái xác mấy thằng này vẫn còn ở đây mà sao xác của hai con cờ hó nó mất tiêu rồi, thằng này vẫn còn nằm đây này. Đấy, đấy. Trời trời máu. Mẹ tưởng nó cho cái gì, nó cho cái bình máu. Hello, hello, hello. Ây đây này, mở ra này chưa, tôi nghe đi là tôi nhớ hết, tôi mà đi là tôi nhớ hết chỗ này đó. Lại thêm cái hộp nữa. Là hai cục rồi, hai cái thôi. Đó. Mày là con đấy, đấy, nhớ hết mà. Đó. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Thấy chưa. Đâu rồi? Để coi. Này là đạn shotgun. Bây giờ đi đâu ta? À, đi về đây. Đi vào này lấy khẩu shotgun. Qua đây lấy, ê, từ từ, đây có cái chỗ có khóa, đấy. À chết cha, quên. Quên cất bớt đồ vô. Kitchen. Nhà bếp. Nhà bếp ở đây không đồ không lâm này. Cất này vô đi. Nào rồi. Nhà ở đâu vậy? Nhà ở đâu á? Đi đâu ta? À, vô đây. Đấy. Này mánh bế đầu lão tuét lão nháo là chết ngay nha con. Cái gì đây, chắc máu hay gì đấy, lại máu. Cắt này đi. Pập. Đấy, cho khẩu xịt gần ngay. Trên này đi. Đấy, đấy được khẩu xịt gần ngay. Trong đây có gì không? This must be the subway company's offices. À, chỗ này chỗ điều khiển cái tàu điện ngầm này. Nothing. Huh,
Thế là phải có điện nó mới sử dụng được. Nó có cái này mà đi ăn trộm hết bài nha. Mẹ, khóa nào nó cũng mở được. Đi ăn trộm là hết bài. Nào khẩu úi trời ơi, dùng úi trời ơi. Ôi, ôi mày test luôn. Tao test luôn, mày thể. Chết chưa? Bắn rụng tay, rụng chân hết. Vậy đâu ta? À đây đây đây. Nhớ đâu đây có cái đường đi vô bị khóa nè, đây nè. Tự coi bên này có gì không? Ở bên này mình đi rồi. Chỗ này chưa đi thôi. Úi. Úi. Mày hả bưởi. Lão nháo là chết. Úi trời. Lão nháo là chết nha. Quay. Cái gì đây? Còn đủ đạn. Trời, đạn sạch cơn giấu ở đây nữa. Nó rảnh thật. Đúng rảnh luôn. Rồi sao nó ta đi đâu? À đi quay về kia. Trước khi quay về kia mình đi vô mình lấy cái mình quay vào đây mình lấy cái mở cái hòm đồ. Mở cái hòm đồ ở đây đó coi có gì không. Cái chỗ có ba viên ngọc ở vậy. Ủa cái này à, thế cái nào nó ghi thùng rác rồi là bỏ này, nó không sử dụng được nữa. Ủa viên ngọc ở đây. Mày à, cái đây màu xanh trước đi. Màu xanh, cái gì đây? Trời ơi, lũ đạn. Xanh dương. Cái gì đây? Cái bán súng, ấy cái này cái bảo bối thần kỳ à. Túi thần kỳ Runemon này. Cái cho một cái gì vô là bắt đầu mở ra cái mới. Shotgun, cái bán súng. Shotgun nè. À, M3 shotgun. Còn cái màu đỏ. Gì đây? Ba lô. Thêm ba lô, thêm chỗ đựng đồ. Thêm chỗ đựng đồ thì bây giờ mình đi qua cái kia. Ô. Mình sẽ đi ngang qua cái chỗ cái đống lửa vô lại cái chỗ cái chỗ cung cấp điện cho cái thành phố.
Ta cũng có điện cho cái tàu tàu điện ngầm. Có điện cho tàu điện ngầm để khởi động cái tàu điện ngầm lên. Gì đấy? Moon Donut. Giờ phải chạy ra lại cái chỗ tàu điện ngầm. Thằng cái nó vẫn còn nằm ở đây rồi. Mẹ nó chưa biến đổi nó bắn chết bà rồi. Chơi gì đây? Ô quan à? Chơi ô quan này. Sister. Khổ. Cái ghi chú gì đây? Public Generator by Raccoon City Electrician Guy. Cái người bảo vệ cái giống như công nhân sửa điện nhé. Sam, người này tên là Sam. Nó để cái tờ này ở đây này. Giờ phải chạy ngược lại đây để khởi động cái máy phát điện lên. Ủa mấy cái xác này đâu mất rồi? Mất hay là bị mất hay rồi? Đó. À. Nó cứ là phải mang máu theo. Cầm khẩu đi cho nó chắc. Láo nháo rồi đây. Máu kìa. Còn chỗ không? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 5 chỗ. Cái gì đây? Dùng cái lockpick. Đấy. Mở ra. Vô. Ê con gì kìa. Ôi chết 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 chết. Rồi xong. Ê nó bơm gì vào người mình á. Chết mẹ. À, nó có những con bọ trong người này. Phải sử dụng ngay. À. Mấy con này ghê thế nhỉ. Khởi động 4 cái máy phát điện lên. Bắt đầu rồi. Mẹ mới thấy nó đây rồi. À nó bò cả trên trần chả. Đây này. Đấy, phải động lên. Mày đâu? Ở đây. Ra đây, đây. Còn nào nữa không? Mở lẹ nó ra bây giờ. Mày hả con? Đâu nữa?
ở đâu nữa, ở đâu nữa. Ui. Mấy con này nhiều thế nha. Mấy con này nguy hiểm đó. Mỗi lần đấy là phải bơm cái thuốc giả vô người. Lượng máu chắc ăn. Má khó thấy nó quá. Không biết nó ở đâu ra. Mày hả? Chạy hả? Mở lên, nhanh, come on. Chui ra. Ây, nó kìa, nó chạy mau kìa. Thôi đi lên đây chắc ăn. Biết nó có leo lên được không? Gì đây? Xuống. Ê! Chạy hả? Chạy hả? Chạy đâu? Lên. Xong, 4 cái. Chạy hả? Chạy hả? Đừng ra đâu nhỉ. Úi dồi. Làm sao? Đây. Rồi đóng cửa vô chắc. Không. Đó, mình là chạy rồi. Máy phát điện đã chạy. Ok. Khởi động 4 cái. Mày hả con? Khởi động lên. Rồi xong nhá. Ui đông chưa? Máy điện giật phải nông chết. Mày xạo thật. Có điện rồi. Cất cái này vô đi. Lũ đạn tùm lum hết. Cất bớt này vô đi. Để dành. Để dành có mấy cái cây đỏ. Lấy cái A à, ngoài đây như nhớ có cái cây đỏ. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice going. Next up is the traffic control system. Tới cái traffic control system, cái chỗ điều khiển, tàu điện ngầm. Đi tới cái chỗ điều khiển. Mất mẹ cái ấy rồi. Thôi, tạm thời tới đây thôi. Thôi cái series hôm nay mình tới đây thôi nhé. Rồi ngày mai mình tiếp tục chơi cái phần tiếp theo cái phần này luôn. Rồi chào anh em nhé, bye bye.